Hello, xin chào tất cả quý anh chị và cô bác ạ. Hôm nay à, em lại có sản phẩm là bộ xếp tổ ba chiếc tô, ba chiếc tô ba cái tô này thì họa tiết vẽ khác nhau không phải trùng nhau nhé mọi người nhé. Ba chiếc tô này là nó có tuổi đời hơn 100 năm rồi, từ thời Meiji. À, em đã mua ở cái cửa hàng này thì là em cũng đã hỏi xuất xứ của cái bát này từ bao giờ thì người ta bảo là người ta con nói nhé với em là từ thời Meiji. Đấy, bây giờ em sẽ quay cho mọi người cùng xem. À, cái bộ này là có ba chiếc bát tô Size là khá là to ấy mọi người. Bây giờ em sẽ lấy từ cái nhỏ ra xong rồi em sẽ quay cho mọi người xem từ cái nhỏ đến cái lớn. Cái nhỏ, bây giờ em sẽ lấy cái nhỏ ra đấy mọi người nhé nó bộ ba bộ bát này là rất là đẹp luôn mọi người ạ nó đặc biệt là nó vẽ vàng nhưng mà là ở trong lòng bát thì nó lại là ba chiếc bát là ba cái bức tranh khác nhau không phải là một bức tranh nhé mọi người nhé thường thường là bát tô nó, nó một xếp tổ nó ba bát thì thường thường là nó sẽ vẽ chung một rồi một họa tiết nhưng mà ba cái bát này là ba họa tiết khác nhau mọi người ạ bây giờ em sẽ đo cái nhỏ nhất nhé mọi người nhé cái nhỏ nhất của nó là 24,6 mọi người ạ đây em cho mọi người xem này 24,6 nhé mọi người nhé 24,6 chiều cao của nó là 10 10,5 nhé mọi người nhé chiều cao 10, Đấy, bây giờ em sẽ quay mặt ngoài, đây mặt ngoài thì là họa tiết nó đây mọi người. Cái bát này thì từ thời Meiji mọi người ạ, tuổi đời quá lâu năm rồi. keng keng không bị sứt mẻ gì luôn mọi người. Đây. Đầu tiên là một bức tranh đây mọi người. Đấy, em sẽ quay lại sát cho mọi người cùng xem nhé. Đấy. Đây. Đầu tiên là cái bức tranh này xem có 1 2 3 4 5 6 6 nhân vật ở trong 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 cái bát tô nhỏ nhất này nhé mọi người nhé Ở viền này là nó cũng vẽ và có có điểm vàng nhé mọi người nhé Đây những cái chỗ này là vẽ vẽ vàng này mọi người này. Đấy. Để em quay như này cho mọi người xem này. Nếu quay này thì thực ra là nó rất khó nhìn mọi người ạ. Thôi em sẽ để như này thôi. Để lại một lần nữa cho mọi người xem này. Mọi người xem lại hoa tiết đó nhé Đây là cái bát này là cái bát nhỏ nhất nhé mọi người nhé Đen keng sờ luôn Đây Chuyện Kutani luôn mọi người nhé Chuyện Kutani luôn Đây là chữ Kutani đây mọi người Đấy Dãy núi dãy núi Kutani mọi người nhé ba cái bát này thì mình Em quá là kết luôn mọi người Đấy, Đây là cái bát nhỏ nhất đây, Em lấy cái bát thứ hai ra cho mọi người xem nhé Bát thứ hai là nó có ông Phúc Lộc Thọ mọi người nhé Bát thứ bát tầm trung ở bát thứ hai là 27,6. 27,8 mọi người nhá. 27,8 sáu gì đấy. Chiều cao của nó là 12 mọi người ạ. Chiều cao của nó 12, đây bộ bát này quá là tuyệt vời luôn mọi người ơi. Đây. Có ông Phúc Lộc Thọ đây mọi người. Như kiểu là có vị thần ở trong cái bát này luôn. Đấy ba cái này là khác nhau hoàn toàn nhé mọi người nhé bữa bát trước là nó có một có một cô tiên mọi người ạ và bát này thì là nó có hai hai vị thần có hai vị thần Đấy, em quay lại sát cho mọi người xem này bát này quá là tuyệt vời luôn mọi người ạ Mọi người ai mà sở thích sưu tầm những chiếc bát khủng này về thì không nên bỏ lỡ cái cơ hội này mọi người Để kiếm được một bộ bộ xếp tổ bát như này mà nó có họa tiết nó khác nhau như này thì thực cực kỳ khó kiếm luôn mọi người nhé Không phải là đơn giản mà kiếm được những cái bộ như này đâu mọi người à, Đây mọi người Quá là đẹp luôn Không xích mẻ gì cả đây là cái bát thứ hai và em sẽ lấy cái bát to nhất để em quay cho mọi người xem cái bát to nhất là mặt của nó là 31 mặt của nó 31 nhé mọi người nhé Đấy, mặt là 31 chiều cao của nó là 14 mọi người ạ chiều cao của nó 14 đây mọi người ấy bát này đẹp không mọi người quá là đẹp luôn mọi người không chê vào đâu nữa cả để em quay sát lại cho mọi người xem này Đấy. ba ba chiếc bát tô thì là ba bức tiểu cảnh khác nhau không ba nào giống nhau cả quả là đáng sưu tập đấy mọi người ạ đây họa tiết ngoài thì nó giống nhau mọi người nhé họa tiết ngoài thì nó giống nhau quá là tuyệt vời luôn mọi người bộ bát này em đếm xem là có mấy chút tiểu đây một hai ba bốn năm sáu bảy 8, chín chín người nhé mọi người nhé Ở trong này là có chín chín người ở trong này vẽ 9 người luôn mọi người ấy mọi người thấy chưa Bộ bán này nếu mà về mà để chung ra thế này thì quá là tuyệt vời luôn mọi người à, Em quay sát lại cho mọi người xem này Mọi người uh, xem uh, bộ bát tôi video này của mình uh, Của em uh, ai mà bác nào mà muốn uh, sưu tập bộ này về thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962949668 mọi người nhé. Đây mọi người. Em cho mọi người xem đây là nó vẫn còn cái cái nó vẫn còn cái 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 giấy dán của ngày xưa đây mọi người. Mọi người cái bộ này là từ thời Meiji nhé mọi người nhé. Trên 100 năm tuổi rồi nhé. Đấy mọi người xem này, được chưa? Chuyện Kutani luôn. Quá là đẹp luôn mọi người. À, họa tiết thì em thì quá là tuyệt vời luôn. Bộ ba này là nó lại đặc biệt là nó lại tiểu cảnh nó lại khác nhau, nó không giống nhau. Mỗi một chiếc là uh, mỗi một uh, cái bát là một cái uh, một cái tiểu cảnh khác nhau mọi người. Đấy, Đấy bây giờ em quay lại nhé. Đây là em đây là cái này một cái này mọi người này. Đấy, đây là một cái này. Đây là cái thứ hai này mọi người. Đấy, cái thứ hai cũng chiết mộc đầy đủ nhé mọi người nhé. Đây mọi người này đây cái bát cái thì cái nhỏ nhất đây mọi người Đấy, mọi người mọi người ai mà muốn mua bộ bát tô này mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại zalo là 0962 949668 mọi người nhé Đấy, thôi em xin phép là em kết thúc video ở đây đây mọi người ơi một lần nữa cho em gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị và cô bác đã xem video và đã ủng hộ em từ trước này thôi em xin chào cảm ơn tất cả mọi người Bye bye mọi người